Thưa quý vị, cơn bão Yagi đã đi qua nhưng những ảnh hưởng mà nó để lại thì vẫn còn đó. Hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ đến hình ảnh của một làng đào Nhật Tân hoang tàn chìm trong biển lũ. Hàng trăm hecta, hàng chục ngàn gốc đào chết khô do ngập sâu nhiều giờ trong dòng nước. Cả một vườn đào dường như bị xóa sổ trong sự bàng hoàng và đau xót của người dân nơi đây. Vâng ạ, hàng nghìn gốc đào bị bao phủ trong bùn đất, cùng với đó là nhấn chìm gần như là toàn bộ tài sản, mồ hôi và nước mắt của những người trồng đào ở Nhật Tân. Khi mà cả một năm trời, họ chỉ trông chờ vào vụ Tết thì giờ lại mất trắng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, do ảnh hưởng của bão số 3 nên là 152 hecta trồng đào, quất cũng như là hoa, hoa màu tại khu vực bãi sông Hồng thì đều bị mất trắng và ước tính thiệt hại lên tới 90 tỷ đồng. Vâng, của cải thì có thể mất đi nhưng niềm tin thì vẫn còn đó. Không vì vậy mà những người nông dân làng đào nản lòng, họ nhanh chóng bắt tay vào hồi sinh mảnh đất này. Hàng ngày, hàng giờ bằng tất cả tâm huyết với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và hợp tác xã. Mấy ngày nay, ngày nào ông Trần Tuấn Việt cũng phải tự tay hủy bỏ vài gốc đào bích mà mình dày công chăm sóc hàng chục năm mới không thể cứu chữa. Đó là do ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua. Đốt đống này là khoảng đốt đống thứ tư. Từ đầu mùa bão là anh em nhổ nó cứ hỏng dần, hỏng dần. Thì cứ những cái cây nó hơi đuối đuối, cứ tiếc nhưng mà rồi cứ độ một tuần sau nó lại hỏng, nó héo chết thì lại phá dần. Đến đây cho nên là đến bây giờ nhà vườn là đã bão lụt là đã thiệt hại khoảng trên 200 cây. Và đây là một vườn đào đã bị tàn phá hết. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, do ảnh hưởng của bão số 3 nên 152 ha trồng đào, quất, hoa màu tại khu vực Bãi Sông Hồng đã mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 90 tỷ đồng. Nhưng không vì thế mà những người nông dân nản lòng, họ nhanh chóng bắt tay và hồi sinh mảnh đất này hàng ngày, hàng giờ bằng tất cả tâm huyết với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và hợp tác xã. sau cái đợt mưa lũ bão vừa qua đấy, tổng diện tích thì cũng bị thiệt hại cũng tương đối là, là là lớn, thì cũng được sự quan tâm của ủy ban quận tây hồ, phòng kinh tế, cả phường ủy ban phường nhật tân cả thuộc xã đấy phòng kinh tế cũng có cái phần hỗ trợ, cả thứ hai đã là quận tây hồ cũng có chủ trương cũng có chủ trương để hỗ trợ bà con có một cái cái vay vốn nó khoảng 100 triệu một hộ à, không không lãi suất không lãi suất trong ba năm sẽ không để dịp Tết năm nay thiếu hoa đào, ít nhất là phải phục vụ đủ cho thị trường tại thủ đô Hà Nội. Đó là lời từ những người trồng đào Nhật Tân nói với chúng tôi trước khi ra về. Dù nhiều hộ bất trắng, nhưng quất tứ liên đào Nhật Tân chắc chắn sẽ vẫn còn. Vâng, thưa quý vị, trên những vườn đào Nhật Tân những ngày này, những gốc đào cổ thụ được cắt tỉa để trồng lại cũng đã được hồi sinh, những cây đào được cứu vớt và trồng lại bắt đầu phát triển xanh tốt khỏe mạnh. Nhiều gốc đào cũng chuẩn bị được người dân chuyển vào chậu để chăm sóc đặc biệt, chuẩn bị cung ứng cho dịp Tết năm 2025. Những người dân nơi đây vẫn đang cố gắng từng ngày để mang không khí Tết về trên quê hương. Cùng với việc hồi sinh vườn đào, những người dân nơi đây cần phải có những hướng đi như thế nào để phục hồi kinh tế, cùng với đó là các làng nghề truyền thống hiện nay cũng cần phải chuẩn bị cho mình tinh thần và kế hoạch ra sao để không bị lùi lại phía sau để có thể bàn luận sâu hơn về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng gặp lại vị khách mời quen thuộc của chương trình nhà báo Trịnh Bá Ninh nguyên phó tổng biên tập Báo nông nghiệp Việt Nam xin được cảm ơn nhà báo đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta đã thấy được sự quyết tâm của bà con nông dân ở vùng đảo Nhật Tân rồi dù đã có rất nhiều những cái hướng đi mới hướng đi khác tuy nhiên thì bà con vẫn uh, quyết tâm là gắn bó với cây đào uh, không biết là nhà báo thì đánh giá như thế nào về cái sự quyết tâm của bà con. Và liệu rằng đây có phải là một cái hướng đi khá mạo hiểm khi mà Tết thì đã đến gần rồi không ạ? Bởi vì thực ra tất cả các làng quê, nhất những làng như làng Đào Nhật Tân, làng Quất, Tứ Liên chẳng hạn ấy thì người ta không thể bỗng chốc người ta buông được. Nó có cái tồn tại lịch sử của nó cả trăm năm. Đâu có thể bởi vì một trận lũ lụt như thế rồi bỏ đi chuyển sang một người khác, và chuyển sang người khác đâu có dễ dàng gì. Đấy, 90 tỷ đồng thì thực ra đối với Hà Nội thì cũng không phải là lớn, Hà Nội thiệt hại khoảng 2.200 tỷ. Đợt rồi riêng về nông nghiệp riêng, riêng ngành trồng trọt khoảng 2 hai tỷ 90 tỷ nhưng mà nhìn cái cảnh các vườn đảo thì mới thấy xót xa bởi vì cái đấy dường như nó không định lượng được bằng tiền nữa mà ở đấy nó là gì là mồ hôi là sức lực là toàn đặt toàn bộ cái tâm trí của họ suốt bao nhiêu năm nhé với những cành đào 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 cổ năm nay đặc biệt bích đào mà bích đào thì nó yếu hơn đào phai đào bích đào này mất sạch chỉ xanh đào phai thì còn những cái cây mà còn hở ngọn thì còn có thể khôi phục lại được cho sang năm nhưng có những nhiều cây bây giờ nó trột năm nay và sang năm không thể khôi phục được đấy mới là cái 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 lo lắng và và rất là rất là đau buồn ở cái vùng vùng này đấy hy vọng là nếu bằng sự chăm sóc gọi là cực tốt và bằng cái cái cái, cái truyền thống của những người dân ở vùng này thì có thể chúng ta vẫn có hoa đào năm nay có thể không đẹp bằng năm ngoái không sắc như năm ngoái có thể là nó sẽ nó sẽ là những cái nụ đào và để có thể dằm tháng riêng hạn bắt đầu bắt đầu nở thì chúng ta hãy chờ đợi thôi nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là chắc chắn cái sắc đào bởi vì đào nhật tân nó là một biểu tượng không có đào nhật tân ấy, thì có đào sapa có đào lạng sơn có đào sơn la đào rừng ấy. nhưng người ta vẫn cứ phải tết ở hà nội cứ phải có một cành đào đào nhật tân nó mới là đúng nó gọi là một biểu tượng đấy chứ đấy các anh các chị xem các phim vừa rồi những bộ phim gây tiếng vang nó cũng có cành đào hoặc là xem lũy hoa tác phẩm của của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đấy, tức là lũy hoa, tức là ở đấy nó phải có một cái gì đó cái đúng cái khí chất lãng mạn của người Hà Nội, nó phải có đào. Cho nên người ta thấy rằng nếu không có đào và không có quất năm nay, không có quất thì chúng ta sẽ có những vùng quất của Nam Định, có vùng quất của Thái Bình đưa lên được, nhưng đào thì quả thật không thay thế được. Quả thật như thế. Tôi cũng sẽ hy vọng là nếu thời tiết nó tốt từ nay cuối năm còn 3 tháng nữa có thể vực dậy cái cái vùng đào này và rõ ràng là sau cơn bão số 3 thì chính quyền địa phương cũng đã có rất là nhiều những cái hỗ trợ cho người dân ở nơi đây từ cái việc là hướng dẫn người dân chuyển đổi những cái diện tích mà đào bị ngập úng này chuyển sang trồng hoa hay là trồng rau màu rồi là cũng hỗ trợ cho người dân vay vốn không lãi suất trong vòng 3 năm nữa à, thì nhà báo Trịnh Mạnh Ninh có đánh giá như thế nào về cái sự đồng hành của chính quyền địa phương ạ? Tôi tôi cho rằng Hà Nội tức nhiên cái phần tức là nội lực kinh tế của thành phố rất là mạnh và cũng quyết liệt để hỗ trợ tức là thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng là đề nghị là khẩn trương để hỗ trợ thì Hà Nội ngay lập tức cũng đã có thể vào cuộc ngay cách đây khoảng 2 3 tuần là đã xong về cơ bản tất cả những cái nguồn tiền hỗ trợ vào khoảng tôi nhớ khoảng 150 khoảng khoảng 200 tỷ để hỗ trợ cho những về lạc là một đầu tương là hai khoai tây là ba khoai lang là bốn ngô là năm hỗ trợ nếu những vườn nào mất 30% thế còn những cái vùng mà cần nguồn vốn ấy, thì sẽ cho vay khoảng 3 năm không lãi suất đấy thế và những cái khoanh một số cái phần nợ mà mà, mà quá hạn ấy thì không lãi suất luôn 100 trăm miễn lãi suất tôi cho rằng đấy cũng là một cái sự cố gắng không mệt mỏi tất nhiên hà nội là một là một thành phố mà cái tiềm lực kinh tế có thể có thể đánh bắt được giờ đây chỉ còn trông đợi ở chỗ là ở nội lực của người dân đấy bằng tất cả sức của mình bằng tất cả sự đam mê của mình có thể khôi phục thôi bởi vì đối với nông nghiệp ấy, nó là sinh học nó sinh học thì không thể đốt cháy giai đoạn được nó phải đến ngày đến tháng nó không thể bỗng chốc có thể bằng rất nhiều tiền có thể ngày mai ngày kia vừa đòi hồi sinh là không thể đấy nó, nó cái khó khăn của người làm nông nghiệp nó chính là điều đó còn nếu mà với những vấn đề liên quan đến máy móc cái chế tạo thì có thể làm 24 trên 24 tiếng có thể năng suất tăng đến bốn năm lần ngay nông nghiệp thì anh có cố sức nữa nó cũng phải chờ đợi thời gian thời gian lúc đó từ nay hy vọng là nó thời tiết nó sẽ thuận để có thể tết chúng ta có thể thấy được hà nội vẫn có hoa vẫn có quất và vẫn có đào Vâng, thưa nhà báo Trịnh Ngân Linh ạ, theo nhà báo thì chúng ta còn có thể là hỗ trợ bà con nông dân những điều gì, đặc biệt là đối với những làng nghề đặc thù như là làng Đào Nhật Tân hay là làng nghề mì gạo chủ thôn Thủ Dương tỉnh Bắc Giang để bà con có thể khôi phục sản xuất sau bão ạ. Thực ra bây giờ nếu hỗ trợ nói hỗ trợ thì chỉ trông đợi là hỗ trợ về mặt đấy thôi, về, về 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 mặt kinh phí thôi, chứ còn những cái vấn đề về kỹ thuật ấy, thì người dân tôi nói thật với anh là với những người vùng vùng quất tứ liên hoặc vùng đào dân đấy là những gọi là nghệ nhân rồi đấy cái phần kỹ thuật là nói chung bà con ở đây có thể hoàn toàn gánh vác được bằng cái tri thức tích lũy nhiều năm của mình. Đấy về công nghệ không có vấn đề gì, bởi vì bà con có thể gánh vác được. Ở đây chỉ có vấn đề là làm sao bà con có một cái một cái niềm tin, có một cái sự hứng khởi để có thể tiếp. Chứ còn nếu mà chán mà buông bỏ thì năm nay rồi các các năm sau nữa thì nó sẽ dần dần nó nó suy tàn đi, thì nó dở thôi. Ở đây là vấn đề quan trọng này là động viên thôi, tất cả động viên. Chứ còn về kỹ thuật và công nghệ thì yên tâm, cũng như là cái vùng 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 chế mì chủ ở trên ở trên Bắc Giang ấy, tức là ngập hết cả máy, han hỏng hết, toàn bộ dàn phơi gãy hết thì giờ phải làm lại. Hay là một số cái vùng mà mà nhà lưới ấy, đấy, tức là làm nông nghiệp công nghệ cao nó bay hết cả nhà đấy thì lại phải dựng lên thôi, tất cả lại phải làm lại. Đúng nghĩa là làm từ đầu với những cái vùng như vùng chế chế biến mì hoặc một số làng nghề thì từ nay tết là cái thời kỳ cao điểm một số đơn hàng bây giờ thì người ta đã phải chờ đợi tết rồi người ta không người ta không thể bắt đầu đặt lại lại được cho nên là làm ngày làm đêm đi nữa thì nếu mà mưa cái nữa thì lại cũng không phơi được mì khả năng sấy nó cũng chỉ đến mức nào, độ nào đó thôi nên cái nông nghiệp phụ thuộc thời tiết nó rất lớn tôi đã rất nhiều lần chia sẻ rồi đối với nông nghiệp thì một là thị trường hai thời tiết hai rủi ro này đều là rủi ro khốc liệt cả không không lượng định được không lợi được bởi đối với làng tất cả là nghề hiện nay cái, cái mong muốn nhất của bà con là làm sao tìm được một thị trường ổn định đấy nguồn vốn có thể chấp nhận vay không lãi hoặc có thể lãi thấp hiện nay cái xu hướng chỉ đạo chính phủ là cho lãi giảm lãi còn năm thôi giảm đến đấy và khoanh tất cả phần nợ cũ còn lại không phát sinh nếu mà phát sinh nữa thì cho nó rất bằng trở về bằng 0%, cái phần lãi quá hạn đấy nghĩa là chính phủ cũng làm hết sức hết sức của mình để bởi vì với một khối lượng cũng phải ước đến khoảng trăm ngàn tỷ cho cái 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 cái, cái vay cái cái vay của nông nghiệp hiện nay thì nó cái lượng đấy là cũng bốn ngân hàng thương mại của chính phủ của quốc gia cũng cũng phải gồng mình lên để chia sẻ với người dân đấy và nhà báo ạ, à, bên cạnh những cái giải pháp để mà khắc phục được hậu quả sau lũ theo nhà báo thì những làng nghề như là làng đào Nhật Tân nói riêng này hay là kể cả là các làng nghề truyền thống nói chung nữa, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những cái tinh thần cũng như là kế hoạch ra sao để mà không bị bỏ lại phía sau ạ. Thực ra với các làng nghề, nếu mà các làng nghề chế biến ấy thì thu xếp có thể được. Là nghề những làng nghề chế biến thu xếp có thể được. Nhưng với những làng nghề mà người ta gọi của để ngoài đồng ấy, những làng nghề như làng đào này mà các anh các chị thấy năm nay nó oái oăm nhất là cái làng đào Nhật Tân cách đây 30 năm tôi nhớ 30 năm cỡ năm 97 98 gì đó làng đào Nhật Tân này cũng ngập gần như nút hết nhưng mà khi nước xuống cái phun rửa cái nó sống lại bình thường mà cũng cũng ba ngày cũng bãi Nhật Tân ba ngày năm nay thì nó rất oái mong đấy là ở đấy toàn thấy bùn tức là khi động lại cây nó bùn dầu mỡ các thứ bám vào cây là chết đấy cho nên là cái cái nguồn nước có vấn đề của thượng nguồn nguồn nó xuống có thể nguồn nước đó của các nhà máy bị vỡ đập các nhà máy rồi máy móc ra thì dầu các thứ nó về thế nó đâm ra cây nó chết chứ trước đây đào nhật tân cũng đã từng bị thế mà bà con rất tức, tập trung khắc phục xong cũng hồi sinh được thế mà năm nay tình huống nó khác nghĩa là gì nghĩa là với những với những cái làng nghề mà ở đấy người ta gọi bây giờ vẫn là người nhật tân bây giờ muốn gom lại cành muốn cho củi mà cũng không ai nhận thế người ta bảo là đắt thì làm làm quế mà rẻ thì làm củi mà đến củi cũng người ta cũng không nhận nữa thế cuối cùng là phải tập trung đốt cho nên rất là rất là buồn đấy nhưng mà phải có cách đến cuối cùng thôi với tất cả những cái 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 làng nghề về cây cảnh hoặc là hoa hoặc cây cảnh ấy thì phải tiên lượng đến những cái vấn đề nó xấu nhất để có thể tính toán thế nào nó đối với đối với chăn nuôi thì cũng có thể khôi phục được ví dụ cá thì người ta có thể dùng lưới để chăng để giữ lại cá rồi gà ngan ngỗng hay lợn châu bò các thứ thì người ta cũng có thể di chuyển chỗ cao được nhưng với những cây trồng cố định ở đấy nhất là cây cổ thụ ở đấy cái đào thế ở đấy thì việc việc tính toán cũng có lẽ cũng phải đến một lúc cũng phải tính ví dụ với những vùng đào mà đưa hết vào chậu thì có thể phải dùng cái hệ thống dàn giống như cái, cái đẻ ô tô mà người ta làm cẩu nâng lên đấy ở một tình huống nào đó những cây đào thật quý phải để ở một tình huống sẵn sàng có thể đến 10 năm không dùng đến nhưng mà đến lúc dùng đến thì nó phải có bởi vì nếu không thì nó sẽ mất giá trị bởi khi vào chậu giờ đó là có thể dùng một cái thiết bị công năng có thể đẩy lên được hoặc là dùng một cái hệ thống để có chặn nước không vào được nó có phải để tính đến phương án này thôi đấy thì tôi nghĩ rằng là đối với những làng, làng nghề mà liên quan chế biến thì thực sự cũng không đáng ngại lắm bởi vì bà con có thể thu xếp được nhưng mà tôi vừa 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 được xem cái tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội ấy, thì bà con ở các vùng làng nghề vùng sơn đồng ấy, họ muốn là họ được vào những khu công nghiệp tập trung ấy để làm sao ở đấy hệ thống điện này hệ thống bảo vệ này rồi hệ thống rác thải này là thật là chuẩn thì họ yên tâm họ làm thì đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ những địa phương có điều kiện ấy, thì phải đưa những cái cái, cái nghề người, người chính ở địa phương vào quy hoạch một vùng thì nó thuận tiện hơn còn những vùng ở ngoài bà con này thì phải tính cái phương án để gọi là đúng nghĩa là sống chung với lũ sống, sống, chung lũ thôi đồng bằng sông cửu long chúng ta sống chung lũ thành công không có lẽ gì một cái vùng chúng ta rất là nhiều tiềm năng nhà hà nội chúng ta cũng sẽ có những khả năng để thích ứng với nó vâng xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của nhà báo ạ